Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 24 giờ qua, gió trên hầu khắp các vùng biển bao gồm cả ven bờ và khu vực ngoài khơi xa của Biển Đông, trong đó có hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, thịnh hành hướng đông đến đông nam, cường độ chỉ ở khoảng cấp 4 đến cấp 5. Tuy nhiên, đáng chú ý là vùng mưa dông đã tăng hơn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là các tỉnh ven biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, khiến tầm nhìn giảm. Trong cơn dông cần đặc biệt chú ý đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, dải mưa dông suy yếu và tan dần. Vùng mưa trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ cũng như là từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi cũng sẽ giảm về diện vài nơi. Hầu khắp các vùng biển ven bờ và vùng ngoài khơi xa của Biển Đông sẽ có hướng gió thịnh hành là đông nam là chính. Cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt khoảng cấp 4 cho tới cấp 5 nên tình trạng biển bình thường, thời tiết tạm thời ổn định trở lại. Và theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết thì từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 5, thời tiết tại các vùng biển phía Bắc sẽ có nhiều biến đổi do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tiếp tăng cường nên khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi sẽ có mưa dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra trong ngày 15 tháng 5 thì gió tại Vịnh Bắc Bộ sẽ có hướng Đông Bắc, khả năng mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật tới cấp 7 khiến biển động nên nếu có hoạt động trong thời gian này tàu thuyền cần hết sức chú ý. Các vùng biển còn lại bao gồm vùng ngoài khơi xa của Biển Đông, trong đó hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục thịnh hành hướng gió đông đến đông nam, cường độ không mạnh nên tình trạng biển không có nhiều biến động, tiếp tục thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Và sau đây là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai thời tiết và tình trạng biển nơi đây sẽ tạm thời ổn định trở lại với mưa dông giảm xuống diện vài nơi và gió thì có cường độ trung bình. Tuy nhiên sang đến ngày 13 tháng 5 thì mưa dông có khả năng tăng trở lại, nên tàu thuyền nhỏ cần lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió thịnh hành chủ yếu theo hướng Đông Nam với cường độ trung bình. Trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết tại đây vẫn còn ổn định, tuy nhiên đến ngày 13 tháng 5 thì hiện tượng mưa dông có xu hướng tăng lên, tầm nhìn xa giảm và có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nên phần nào gây trở ngại trong hoạt động khai thác thủy hải sản tại khu vực này. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong 24 giờ tới, mưa dông cũng có xu hướng giảm, chủ yếu chỉ xuất hiện ở một vài nơi ven bờ nên thuận lợi trong hoạt động hàng hải của bà con. Tuy nhiên, lưu ý là cũng vào chiều tối ngày 13 tháng 5, khi dải mưa dông được đẩy dịch hơn xuống phía nam, thì khu vực này khả năng sẽ có mưa dông xuất hiện rải rác, kèm theo hiện tượng gió giật trong mưa dông và gây trở ngại trong hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió trên vùng biển này thịnh hành theo hướng đông nam với cường độ đạt khoảng cấp 4. Ban ngày thì trời có nắng, tầm nhìn thông thoáng, sóng biển cao dưới 1,75m nên thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của bà con trên các huyện đảo. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, trong 3 ngày tới gió có hướng đông nam với cường độ trung bình đến yếu. Thời tiết ổn định, trời có mây thay đổi, mưa hầu như ít xảy ra nên tình trạng biển bình thường, sóng cao không quá 1,5m và ủng hộ cho hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân. Chuyển sang phía Tây đến với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Trong 3 ngày sắp tới, thời tiết cũng chưa có chuyển biến nào đáng kể. Gió tiếp tục thổi yếu theo hướng Đông Nam, thời tiết có mưa xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi. Ban ngày có nắng, tầm nhìn thoáng và thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải. Vùng biển Vịnh Thái Lan tiếp tục có gió hướng Đông Nam cho tới ngày 14 tháng 5. Tình trạng biển bình thường, sóng dao động từ 0,5 đến 1,5m. Chỉ cần chú ý là đến khoảng chiều tối thì những đám mây dông tiếp tục hình thành nên xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, phần nào sẽ ảnh hưởng đến tàu thuyền có trọng tải nhỏ. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới gió tại đây thịnh hành hướng đông đến đông nam với cường độ cũng chỉ đạt khoảng cấp 4. Thời tiết có mây thay đổi đến nhiều mây, mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở một vài nơi. Riêng phần phía Bắc của khu vực này thì sẽ có mưa dông tăng hơn trong ngày 13 và ngày 14 nên tàu thuyền nên lưu ý đảm bảo an toàn. Xuống tới khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho tới 15 độ Vĩ Bắc. Trong 3 ngày tới, trời có nắng, tầm nhìn thông thoáng, gió sẽ thịnh hành theo hướng Đông Nam là chủ yếu, với cường độ cũng chỉ đạt khoảng cấp 3 cho tới cấp 4, sóng biển thì không cao và tình trạng biển bình thường nên tiếp tục an toàn cho hoạt động hàng hải. Cuối cùng sẽ là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Trong 3 ngày tới, gió tại đây phổ biến có hướng Đông Nam với cường độ trung bình. Thời tiết có mưa vài nơi, ban ngày có nắng nên tầm nhìn xa trên 10 km và thích hợp cho hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.